Tát Bốn Nguyện Quyển Thượng, thành thân trên cung trời đau lợi phẩm thứ nhất một Phật hiển thành thân. Ta nghe như thế này một khởi nội tại cung trời đau lợi Đức Phật vì thánh mẫu một thuyết pháp. Lúc đó có ba khởi thuyết pháp, khởi thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới mười phương đều đến hội họp về đồng thiên nội dòng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể trong đời ác ngũ trượng năng sức lại chứa hệ tầng chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh căn thường làm cho chúng nó rõ pháp và pháp vui. Khiên xong chư Phật việc sẽ thị giờ kính không Đức Thế Tôn, bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm ngàn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ, vầng mây sáng rỡ đầy từ bi, vầng mây sáng rỡ đầy chứa hệ, vầng mây sáng rỡ đầy ác nhã, vầng mây sáng rỡ đầy tâm muội, vầng mây sáng rỡ đầy kiết tường, vầng mây sáng rỡ đầy phước đức, vầng mây sáng rỡ đầy công đức, vầng mây sáng rỡ đầy quy, vầng mây sáng rỡ đầy tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vầng mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục dịch độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử thống, tiếng đại sư tử thống, tiếng mai sống, tiếng mai sống lớn. Hai trời gồng văn văn hội họp khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời gồng quỷ thần ở cõi ta và cùng cõi nước phương khác đều đến hội họp nơi cung trời đau lợi như là trời tứ thiên vương, trời đau lợi, trời tu dịnh ma, trời đấu xuất đà, trời quá lại, trời ta quá tự tại, trời phẩm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời thiểu quán, trời vô lượng quán, trời quán âm, trời thiểu thịnh, trời vô lượng thịnh, trời biến thịnh, trời huyết sanh, trời phước á, trời quảng quả, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức quả thiện, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời hiển kiến, trời hiển huyền, trời sắc cứu cánh cho đến trời ma hay thủ lao, trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, tất cả thiên chúng long chúng cùng các chúng quỷ thần liều đến hội họp. Và có những vị thần ở cõi ta ba cùng cõi nước phương khác như là thần biển, thần sông, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thầy có cỏ, vân vân. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Là có những vị đại quỷ vương ở cõi ta ba cùng cõi nước phương khác như là ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thanh nộng quỷ vương, thành định quỷ vương, giúp đạt quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phúc lợi quỷ vương, đại kính quỷ vương, vân vân. Các vị vương như thế đều đến hội họp. Ba Đức Phật phát khởi, bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thường Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng: ông xem coi tất cả chư Phật Bồ Tát trời gần quỷ thần đó trong thế giới này cùng thế giới khác, ở quốc độ này cùng quốc độ khác đều đến hội họp tại cung trời đó loại như thế, ông biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thường Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Phật bảo ngài Văn Thường Sư Lợi: đến tay dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xí số thánh phàm này điều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thật kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ đương độ chưa độ, hoặc đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: từ kiếp lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng trước vô ngại như lời Đức Phật nói đó, thì liền tin nhận. Còn hàng tiểu quả thanh văn trời gồng các hội chúng và những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai chắc là sống lòng nghi ngờ, dầu cho có lại văn đi nữa cũng chưa khỏi hủy bán. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: ví bao nhiêu cỏ cây lùm rừng lúa mè treo lao đã nước bụi bặm trong cõi tham thiên đại thiên thế giới, cứ một vật là một sông thần, cứ gợi cứ số khác trong mỗi sông thần, một hộp khác là một cõi nước, ở trong một cõi nước cứ một hộp bụi nhỏ là một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là thổi ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thanh văn và bích chi phật này. Văn Thù Sư Lợi ơi, thần thể nguyện có Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được, về đời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe được danh tự của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng quái lạ, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường nhận đến lễ khắc đắp sơ hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời đó lợi vĩnh viễn, chẳng còn bị xa đỏ vào trướng ác đạo. Bốn chữ giả tự phát nguyện. Ngài Văn Thù Sư Lợi trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấm của Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, hình phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Sư Tử Phấn Tấm của Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sanh mất phải tội khổ. Trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng: tôi nguyện từ nay nhận đến tộc số chẳng thể kể xiết, bắt đời xa tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà lập nhiều phương trước làm cho chúng nó đều được giải thoát hết cả rồi, thì tự thân tôi muốn chứng thành Phật đạo. Ngài Văn Thù Sư Lợi về ở trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấm của Túc Vạn Hạnh Như Lai, ngài lập nguyện rộng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất hạnh huyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Năm Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ.
đã thở bất tư nghị vô số kiếp và thở trước lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật đó thọ 400.000 mốt vô số kiếp trong thời tượng Pháp. Có một người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời trước bước sau dày. Mọi người đều kính nể khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thượng thế hộ vệ. Bà mẹ có người mới tính bà đã thường khinh chê ngôi Tam Bảo. Thọ ấy mặc dù thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến như bà mẹ người chưa tính hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Thánh nữ lúc đó biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả liệu chắc phải thêm nghiệp quấy màu xanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất sắm nhờ hương hoa cùng đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trong một ngôi chùa kia, thế tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đắp dẻo dung độ cách tôn nghiêm. Thánh nữ trên mái tượng của Đức Phật lại càng sánh lòng kính ngưỡng từng nghĩa thầm rằng Đức Phật là đấng đại giá độ tất cả trí lệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khúc tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng gọi mẹ tôi giác sanh vào chốn nào. Vì đến đó thánh nữ buồn tủi với lại chăm chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến lý mãi. Bỗng trên hư không có tiếng bảo thánh nữ rằng thánh nữ đương khóc kia thôi đừng bi ai quá lắm nữa, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết trở thác sanh của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng đức thần nào đó mà dạy bớt lòng sầu lo của tôi như thế, từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chỗ nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đang chiếm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trời hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ đạo. Thánh nữ nghe nói xong liền té sỉa xuống, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại cùng bạch cùng trên hư không gần. Cứ xin Đức Phật chỉ ngay cho chỗ thoát sanh của mẹ con, mai thân tâm không sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng cúng dường xong ngươi mau mau mà trở về nhà, về ngồi ngay tận hệ tượng danh hiệu của ta thì ngươi sẽ biết chỗ thoát sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai chạy suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển trời rã bên này xua đuổi bên kia. Thấy những chai cùng đá số nhiều đến nghìn muôn thuật truyền hoặc nổi trong biển bị các thú dữ dùng nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ và so hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu răng anh chỉ ra ngoài miệng bén dọn dừng gôn lừa những người tội trần thú dữ. Rồi quỷ lại chụp bắt người tội túm bắp chặt đầu trăm người tội loại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ nhưng xuất hiện phẩm nên tự nhiên không tính sợ. Có một vị vương tên là Vô Độc đến cúi đầu đến tiếp hỏi thánh nữ rằng hay thế Bồ Tát lại có duyên sự gì đến trốn này. Thánh nữ hỏi vị vương rằng đây là trốn nào. Vị vương Vô Độc đáp rằng đây là từng biển thứ nhất phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt thế chăng? Vô Độc đáp rằng thiệt có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng nó tôi làm sao để đến được trốn địa ngục đó. Vô Độc đáp rằng nếu không phải sức ấy thành cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này đã không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi nhưng cứ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế và có những người tội tù cùng thú dữ ở trong đó. Vô Độc đáp rằng những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác mới chết ở trong trấn Diêm Phô Rề. Trong khoảng 49 ngày không người khước từ để làm công đức hầu có vớt cổ nạn trong lúc sống, kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả, vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã ra tạo mà cả lấy báo khổ ở địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này mười muôn vô tuần về phía đông lại có một cái biển nữa, sự thanh khổ trong đó gấp biển bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thanh khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm đời đang ra đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi địa ngục ở đâu. Vô Độc đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mỗi địa ngục đều khác nhau. Thời địa ngục lớn có 18 chỗ, bậc kế nữ có 500 chỗ đủ không lường sự thống khổ, bậc kế nữ có 100 cũng đầy không lường sự thống khổ. Thánh nữ hỏi ủy vương rằng thân mẫu của tôi mới khúc gần đây không rõ ngược thần hồn người xa vào chỗ nào. Quỷ vương Vô Độc hỏi thánh nữ rằng thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì. Thánh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi mới tính tà đạo, thường khinh chê ngay Tam Bảo, học có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính vào quốc, không bao lâu mà chẳng gọi đò là khách xong vào đâu. Vô Độc hỏi thánh nữ rằng thân mẫu Bồ Tát đi, thân mẫu Bồ Tát tên họ là gì. Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu tôi đều dòng dõi Bà La Môn.
thân mẫu tôi hiểu là thi la thiện kiến, thân phụ tôi hiểu là thân phụ tôi hiểu là thi la thiện kiến, thân mẫu tôi hiểu là diệt đế lợi. Vô độc chấp ta thưa thánh nữ rằng, xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn gầu quá lắm nữa. Tự nữ diệt đế lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái có người có lòng hứa thuận về mẹ mà sắm sửa lại vật tu tại phúc lành cúng dường chùa tháp thờ đức Phật giác hoa định tự tại vương Như Lai, chẳng phải chỉ yến thân mẫu bồ tát lãnh thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián đều được vui vẻ lòng đặng thoát sanh cả. Nói xong quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ thường chim bao trợ tỉnh dụ biết việc đó rồi bèn đối trước tháp tượng của đức giác hoa định tự tại vương Như Lai mà phát thệ nguyện rằng: tôi nguyện từ nay nhận đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tự khổ thì tôi lập đa nhiều phương trước làm cho chúng nó đều được giải thoát hết cả. Phật bảo ngài Văn Thừa Xá Lợi Bồ Tát rằng: vị vương vô độc trước đó nay chính là ông tài thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện phân thân tập hội phẩm thứ hai một khó thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát các nơi có địa ngục trăm trăm nghìn muôn ức bất khả tư bất khả nghị bất khả lượng bất khả thuyết vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời đó lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai phân thân đó thì với những chúng đã được giải thoát ở trong nhiệt đạo ở mười phương cũng đều đồng đến ức nghìn muôn đa do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thể đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh giác. Chọn không cần phải chuyển những chúng đó từ kiếp lâu xa đến la trôi lăn trong vòng sanh tử trong 6 đường chịu những điều khổ sở không lúc nào tạm ngưng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đến cung trời đó lại lòng họ vui mừng hứng hở chiêm ngưỡng đức Như Lai mắt nhìn mãi không rời. Hai đức Như Lai an ngủ ở khác. Bây giờ Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng so đảnh hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư bất khả nghị bất khả lượng bất khả thuyết vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: ta ở trong đời ác của trực giáo hóa thiện chúng sanh căn cường đời tội khổ khắp hai hóa như thế, làm cho lòng chúng nó đều phục vỡ tà về chánh nhưng trong 10 phần vẫn còn 1-2 phần chúng sanh quen theo tánh ác muốn độ chúng nó, ta cũng phân ra nghìn trăm bức thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó có người tâm tánh sáng lẹ nghe pháp của ta thì liền tính nhận, hoặc có người phải ăn cần thiên bảo mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ về tội nặng nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ, ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh mỗi mỗi sẽ khác như thế. Hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra thân rừng núi sông rồi ao gạch suối làm lễ cho mọi người để gọi độ được họ được kẻ thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển lưng, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc hiện, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, nhận đến hiện ra những thân thanh văn la hán bích chi phật bồ tát để qua độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thân phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng ông xem ta đã trải qua 3 số kiếp nhầm nhằn độ thoát những chúng sanh can cường đời tội khổ khó hay hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thì phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng nó có bị đọ vào đường dữ thì ông nên nhớ nghĩ ta ở cung trời đau lợi ông cần phó trước đây mà gắn độ chúng sanh lành cho những chúng sanh đó. Từ nay đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều được giải thoát hết cả. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: từ thổ kiếp lo xa đến nay con được Đức Phật Thế Tôn tiếp độ dìu dắt lòng cho con được thần lực chẳng thể kỹ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phong hiện thân hình ra khắp trăm nghìn muôn thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện nghìn muôn thân, mỗi thân đó quá độ trăm nghìn muôn người làm cho uy kính ngôi Tam Bảo, khởi hẳn vòng sanh tử hưởng vui nước bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bãi bụi nhỏ, họ chỉ bằng bãi lông tóc, con điều độ thoát lần cho chúng nó được lợi lớn. Cưới mong Đức Như Lai trở về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Cưới mong Đức Như Lai trở về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Và ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật 3 lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay ta hỗ trợ trong được tội nguyện. Từ số kiếp lâu xa đến ma thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quán chúng sanh nghiệp duyên phẩm thứ 3
Một, Phật Mẫu thưa hỏi, lúc đó Đức Phật Mẫu là Bà Ma Dơ Vô Nhơn chắp tay hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thánh giả chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, nơi thời có Phật Pháp, nơi thời không có Phật Pháp, nơi thời có hàng thanh phong và bích tri Phật cũng sai khác như thế, chỉ trận phải duyên tại báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Như Phu Nhân lại bạch cùng Địa Tạng Phật Tát rằng: Tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề, chưa cảm lát đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh Mẫu trong mong Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ được nói việc đó. Thánh Mẫu bạch rằng: Vâng, xin Thánh giả nói cho. Hai Bồ Tát lựa thực. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây: Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ hoặc giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sinh nào có lòng ác lòng thân Phật bị thương chảy máu, trận kính kinh điển cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sinh nào xâm tội của thường trụ ở phạm tăng ni, họ tự làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền hoặc giết hoặc hại, những chúng sinh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào giả lòng thầy sa môn mà tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng cổ thường trụ trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tội điều nhiều tội ác hại người, như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trăm nghìn muôn kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục của thường trụ cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trăm nghìn muôn kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Phật Tát thưa Thánh Mẫu rằng: Thánh Mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như trên đó, thầy phải đổ vào vô gián địa ngục cầu tạm ngừng sự đau khổ, trừng một niệm cũng không được. Bà Ma Như Phu Nhân hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi, lớn có 18 chỗ, thứ kế có 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế lại có 1,000 danh hiệu đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vòng ngục thành hơn 80 dặm, thành đó thường bằng sắt cao đến một muôn dặm, lửa trái trên thành không lúc nào mở trống. Trong ngục thành có các nhà ngục liên tiếp nhau, riêng có một sở ngục tên là vô sáng ngục, này chu vi một muôn 8,000 dặm, tuần ngục cao 1,000 dặm, toàn bằng sắt cả, lửa trái được hở suốt trên suốt dưới, trên tuần ngục gắn sắt chó sắt phun lửa đuổi nhau, chạy bên này riêng bên kia, chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm lề chặt cả giường, cho đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân mình nằm lề chặt cả giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra cảm vời như thế, lại những người tội chịu đủ sự khổ sở như trăm nghìn quỷ vọ sa cùng loài ác quỷ găm nanh biến giọng giường gom, cặp mắt chói sáng như chớp nhón, bóng tay cứng như đồng, mắt vượt vòng chặt, lại thấy quỷ vọ sa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, đâm chúng miệng mũi, đâm chúng bụng lưng, dòi lên trên không, lấy chĩa hướng lấy để lại trên giường. Lại có diệu hâu bằng sắt mổ mắt người tội, lại có rắn sắt cắn đầu người tội, nơi đóng đốt khắp thân thể đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra cày bừa trên đó, lo kéo người tội nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đổ quấn lấy thân người tội mỗi một ngày đêm, muôn lần chết đi muôn lần sống lại, là do vì những tội nghiệp mà cảm đã như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hỏi, thời sanh nhờ địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hỏi, thời sanh vào cõi khác. Lúc cõi khác đó hư hỏi, thời cũng xoay vòng sanh cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong, thời sanh vào thế giới này, những sự tại báo trong ngục vô gián như thế đó, là địa ngục đó có 5 điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. 5 điều đó là những gì? Một là tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngưng ngớt nên gọi là vô sáng. Hai, một người tội thân đầy chặt cả ngục, mỗi nhiều người tội thân cũng đầy chặt cả ngục nên gọi là vô sáng. Ba, những khí cụ để hình hình tội như là chỉ ba, rậy, diều hâu, rắn, sói, chó, có dại, có xây, cua lục, gió mát, chảo, dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, cửa sắt, do sóng miền đầu, nước sắt nóng, lưới thân đói, thời ăn hoàng sắt nóng, khá thời uống nước sắt, nước sắc sôi, từ năm trọng kiếp đến vô số kiếp những sự khổ sở nói nhau luôn không một giây ngưng ngớt nên gọi là vô sáng. Không luận là bốn, không luận là trai gái mường máng ngồi gờ già trẻ sen hèn, hoặc là rồng là trời, hoặc là thần hợp
là quỷ, hãy gây tội ác theo đó mà đồng cảm lấy nên gọi là vô gián. Năm là nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó thì từ khi mới vào cho đến trải qua trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày đi muôn lần chết đi muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngưng trực sự đau khổ trừng một niệm cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mi đặng thọ sanh, do gì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng, nó sơ lược về địa ngục vô gián như thế đó, nếu nó rộng ra thời tên những thi cũ hạnh hình cùng sự thống khổ trong địa ngục, thời giàu nói đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Ma Nhơ Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, khôn xiết lao gào bò chấp ta đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện. Nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư một Bồ Tát văn trị. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con nhờ sức oai thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ra khắp trăm nghìn muôn ức thế giới để cứu vớt những chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thời chẳng có thể biến hóa như thế được. Nay lại được Đức Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài A Di Đà thành Phật, làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đoạn độ thoát. Xin vâng bạch Đức Thế Tôn, cứ xin Đức Thế Tôn chớ lo. Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tánh tức của nó không định, hỡi quen làm giữ thời kết thành nghiệp báo giữ, còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành, làm lành cùng làm giữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra, lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngưng dứt. Mới lòng chướng nạn chạy đến số kiếp nhường như vi trần, với như loài cá với loại trong lưới theo dòng nước chảy, họ tạm ra được rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông đã trải qua nhiều kiếp pháp thệ rộng lớn. Đời trước ông đã chót lập thệ nguyện trải qua nhiều kiếp pháp thệ rộng lớn, độ tất cả hàng chúng sanh tội khổ. Thầy ta còn lo gì? Hai định tự tại vương bạch hỏi. Khi Đức Phật giải lời như thế xong, trong pháp hội có vị đại Bồ Tát hiểu lời định tự tại vương ra bạch cùng Đức mà rằng, bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thời kiếp lâu xa đến nay đã phát nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế, cứ mong Đức Thế Tôn lực nó cho. Phật bảo Ngài Định Tại Tương tự tại vương Bồ Tát rằng, lắng nghe phải khéo suy xét đó, ta sẽ vì ân mà giải bày rõ ràng. Ba ân vua nước Lân Cận, vô lượng vô số na do tha bất thọ thuyết kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật ra đời hiểu là, có lúc đó có Đức Phật hiểu là nhất thiết chí thành tựu Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thị thể thế gian giải, điều ngự triện phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ sáu muôn kiếp, khi Ngài chưa xuất gia, thời Ngài làm vua nước nhỏ kết bạn cùng vua nước Lân Cận. Hai vua đồng thực hành mười hạnh lành, làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước Lân Cận đó phần nhiều tạo những việc ác. Hai vua bèn cùng nhau tìm những phương trước để dìu dắt dân chúng ấy. Một ông phát nguyện, tôi nguyện sớm thành Phật sẽ độ dân chúng ấy, làm cho đều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện, như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đặng ăn vua chứng quả bồ đề thì tôi nguyện chưa triệu thành Phật. Phật bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng, ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là đức nhất thiết chí thành tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện chưa triệu thành Phật đó thời nguyện chưa triệu thành Phật đó thời là Ngài Định Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Bốn quan một cứu mẹ lại vô lượng vô số na do tha bất thọ thuyết kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời mạt pháp có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh, nhân vị đi từng tự mọi người giáo hóa mọi người. La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục, nàng lại sắm sửa đã ăn cúng dường La Hán. La Hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn giữ gì. Quan Mục thưa rằng, Ngài thân mẫu tôi khúc, tôi làm vị thước phước thị để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thác sanh vào chốn nào. La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát, thời thấy bà mẹ của Quan Mục đỏ vào trốn địa ngục rất khổ sở. La Hán hỏi Quan Mục rằng, thân mẫu ngươi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải đỏ vào trốn địa ngục rất khổ sở như thế. Quan Mục thưa rằng, Ngài còn sống thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt lòi cá trạnh, phần nhiều là hay ăn cá con và trạnh con, hoặc chiên hoặc nấu tho hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đến số cá chạnh có người đã ăn thời đã hơn nghìn muôn, xin tôn giả chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. La Hán thương xót bèn giải phương trước nàng. Ngài khuyên Quan Mục rằng,
ngươi phải đem lòng chí thành Phật mà vẽ đắp hình tượng Phật. Thời kẻ còn người mất điều đặng phước lợi, quan mục nghe xong liền xuất tiền của họ tượng Phật mà thờ cúng đêm đốt. Quan mục nghe xong liền xuất tiền của họ tượng Phật mà thờ cúng đêm đó là chim bao thấy thân Đức Phật sắc vàng sáng chói như hồ núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo quan mục gần: chẳng bao lâu đây thân mẫu của ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà cửa ngươi. Khi vừa biết đó lạnh thời liền biết nói: sao đó đứa tử rỡ trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Đứa trẻ đó buồn khóc mà nói với quan mục gần: nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người lâu nay ở trốn tối tâm, từ khi vĩnh biệt người tôi bị đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực có người nên được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi thoát được nỗi khổ sở chăng? Nghe đứa trẻ nói, quan mục biết chắc là mẹ mình, là ngẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: đó là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội của mình đã ra tội hạnh nghiệp gì mà bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng: do hai nghiệp giết hại sinh vật và chơi bay mắng giết mà thọ bắt khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó vẫn chưa được thoát khổ. Quan mục hỏi rằng: những vị tội khổ trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng: những vị tội khổ trong địa ngục nói ra càng bất nhẫn, vào đến 100.000 năm cũng không thực hết được. Quan mục nghe xong ghê lợi than khóc mà bạch cùng giữa hư không gần: nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi, còn không trọng tội, còn không đỏ và ác đạo nữa. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi về mẹ mọc tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hẳn trúng tam đầu, cùng hạng hạ tiện, cùng kiếp gái, cùng kiếp không còn thọ nhận và báo xó đó nữa. Tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn như vậy. Nguyện cho thân từ ngày nay nhẫn tại sao đến 100.000 múa kiếp, trong những thế giới nào mà có hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt cho chúng nó điều đặn thoát khỏi địa ngục, súc sanh ngạ quỷ. Những kẻ như thế mất, những kẻ mất phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bậc chứng giác? Quan mục phát nguyện đó xong liền nghe tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: này quan mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ thác sanh làm người phẩm trí, sống lâu 100 tuổi, sau đó bản sanh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tính kể, sẽ rốt sẽ thành Phật độ nhiều hạng người trời, số đông như số cát sông Hằng. Phật bảo ngài định tự tại vương Bồ Tát rằng: vị La Hán có phước lành độ quan mục thở đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Thân mẫu của quan mục là ngài giải thoát Bồ Tát, còn quan mục đây thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn phát ra hằng hà sa số lời thệ nguyện độ khắp tất cả chúng sanh như thế. Trong đời sau, như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, nhận đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm giọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu, cả hy bán đại thừa, những chúng sanh đó chắc phải bị đọa và ác đạo nếu gặp được hàng thiện tri thức. Khuyên quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng trong khoảng thể móng tay, những chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể quy kính chiêm ngưỡng đảnh lễ hoặc cùng dân cúng những y phục đồ ăn vật uống các thứ trong bảo vân vân, thời người đó sẽ được 100.000 lần thăng lên cõi trời thượng diệu, hưởng thọ sự vô thượng diệu. Không, thời người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời hưởng thọ sự vui thượng diệu, hoặc lúc phước trời hết vẫn sanh xuống chốn nhân gian, vẫn thường làm vị đế vương, trong 100.000 kiếp lại nhớ được cõi ngàn nhân quả trong các đời trước của mình. Ngài định tự tại vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn không thể nghĩ bàn, nhiều lịch sự lợi ích cho chúng sanh như thế, các ông phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài định tự tại vương bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này ở cõi Diêm Phù Đề để làm lợi ích cho nhân gian. Ngài định tự tại vương bạch cùng Đức Phật xong bèn cung kính chắp tay lễ Phật mời đưa ra. Năm tứ thiên vương khỏi Phật, bấy giờ 4 ông thiên vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thời kiếp lâu xa đến nay bả phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay vẫn đổi chưa hết, ngày lại còn phát nguyện rộng lớn nữa?
Cứ mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: hay thay nay vì muốn được sở lợi ích cho chúng sanh, ta cùng ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại về vị la mà nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát trong cõi diêm phù đời cùng thế giới ta bà này, độ thoát mà độ thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ. Bốn ông thiên vương bạch rằng: vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Xá phương tiện giáo hóa Đức Phật bảo bốn ông thiên vương rằng: ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thời kiếp lâu xa đến nay, độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khổ đó cứ lay dây mãi không dứt. Vì lẽ đó nên ngài phát ra trọng nguyện, ngài Địa Tạng Bồ Tát biết nếu gặp kẻ sát hại loài sanh, ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sanh vật, thời ngài dạy gọi quả báo vì ưng lợi đời trước mà bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cướp, thời ngài dạy gọi quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngài dạy gọi quả báo lòng chia sẻ bồ câu yêu ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngài dạy gọi quả báo quyến thuộc tình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay kinh chơi, thời ngài dạy gọi quả báo không lưỡi miệng lỡ. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời ngài dạy gọi quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bỏng sản, thời ngài dạy gọi quả báo cầu muốn không được tội nguyện. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời ngài dạy gọi quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngài dạy gõ quả báo trời đất chu lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngài dạy gõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp kẻ cha ghẻ mẹ rẻ ngõ độc ác, thời ngài dạy gõ quả báo thoát sanh thọ sanh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời ngài dạy gõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo, thời ngài dạy gõ quả báo đôi điếc câm ngọng. Nếu kẻ khinh tri giáo pháp, thời ngài dạy gõ quả báo ở mãi trong trốn ác đạo. Nếu gặp kẻ làm phá của thượng trụ, thời ngài dạy gõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ưu nhục người hạnh thanh tịnh và vua bán thân già, thời ngài dạy gõ quả báo ở mãi trong lò súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sinh vật, thời ngài dạy gõ quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phẩm cha, thời ngài dạy gõ quả báo cầm thú đối khác. Nếu kẻ phung phí cát phá tổng của cải một cách phi lý, thời ngài dạy gõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ ta kêu mạng cống cao, thời ngài dạy gõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu kẻ đông chọc gây gỗ, thời ngài dạy gõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mới tính, thời ngài dạy gõ quả báo thọ sanh mờ trốn hẻo lánh. Những chúng sanh trong chốn diêm phù đời từ nơi thân khẩu ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế. Nơi chỉ nói sơ lược đó thôi, những nghiệp cảm sẽ khác những chúng sanh trong chiếm duy phù đời như thế. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn muôn phương trước để giáo hóa đó. Những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy quả báo như thế, sao lại đọa vào địa ngục? Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cõi nước đó, chứ những lễ nghiệp trước đó làm mê hoặc chúng sanh. Bốn ông thiên vương nghe sao ngơi lợi than thở, chắp tay lễ Phật mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển thượng hớp đao lợi thiên bổn nguyện Địa Tạng đao lợi thiên cung thần thông hiện hóa độ quần mông đời ngũ trượt khó thông chúng sanh can cường ham vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.